Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ làm skin review về Prime 2.0. Mình đã bỏ ra 107 để mua điểm cộng tiền cho Riot. Hy vọng sau này có một ngày nổi tiếng. Nhưng mà không sao, mình thích game này cho nên phân phí game này bơm cho nó cũng ok. Mình chơi game miễn phí mà, mình phải đầu tư lại chứ. Mình thì khi mua game lắm, tại vì khi mua game mua xong rồi mình không biết mình có thích chơi hay không. Và bây giờ mình sẽ xài skin Prime 2.0. Bạn đạp đạn không? Đạp đạn Inspect. Bò hút hút. Luôn làm tôi chùn bước. Tôi cần thêm tỉnh táo, sức bền và tập trung để đương đầu. Đây là Bucky. Tiếp theo sẽ là Phantom. Skin này, skin này rất là đẹp. Phantom là cái sống thứ hai, chúng ta sẽ bắt đầu. Đường đá màu xanh. Này là đạp đá. Scope. Inspect xong nào. Màu xanh rất là lấp lán, rất là đẹp. Mà hấp hấp tiếp. Nhưng chấn thương là lúc để nhìn lại. Chẳng phải ta đã đi được rất xa. Và để nhận ra năng lượng tích cực luôn có trong chính mình. Red Bull, năng lượng tích cực hút tung thách thức. Tiếp theo, tiếp theo sẽ là con sống mà cái sống Frenzy, sống lộc. Hay inspect sống nào, tại hình con cháu đẹp không? Con cháu ở sau kìa. Cái sống năm ra tuổi con cháu cho nên họ ra tuổi con cháu. Mình cũng ra tuổi con cháu, các bạn hãy biết. Cho nên mình sẽ mua skin này. Mình đã mua skin này. Inspect. Và cái sống này có đường điện rất là đẹp. Hãy chúng ta bắn. Nằm đạn. Cái nằm đạn của Frenzy nó thon và nhỏ hơn. Đó là con cháu. If they try something, I'll see it. Bây giờ chúng ta sẽ sai Odin nha các bạn. Cái này là Inspect, xem xong. Inspect một lần nữa xem. Mở ra. Okay, let's get set up. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắn thử. Ôi mình con trâu luôn người kia. Scope lên tách con trâu không? Mặc con trâu kìa. Ôi con trâu, mắt con trâu nó đỏ lên kìa. Lúc bắn mắt con trâu nó đỏ lên. Làm đạn cũng rất là ngờ. Nghĩ cái Odin này là đẹp hơn con cái Glitchpop. Cái Odin này quá ngầu luôn. Và bây giờ sẽ là con dao. Bây giờ mình làm con dao. Dao có nền điện rất là đẹp. Đây là chuột phải. Bây giờ chuột trái xem.
Có cái nước theo quá sao? Cái màu nước theo quá sao? Được, 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 được.